Say hi. Xin chào mọi người. Hôm nay on đâu? Cook what? Steak, mushrooms, king crab and corn. Oh, that's a good dinner. Yeah. It's what we call surf and turf. Oh. Surf and turf. This is the surf. The steak is the turf. Okay. Let me see. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì chồng mình vào bếp nấu tiếp tục món steak huyền thoại. Chàng trai vàng trong làng steak mọi người ơi. Rất là điệu nghệ. Đây là nấm nè. Và bên này là một nồi. Mình đang hấp cái càng con cua hoàng đế á, siêu bự luôn. Nó to nguyên cả một nồi luôn mọi người ơi. Bỏ vào cái nồi này là nó cứng luôn. Và hai bắp mọi người, bắp trắng mọi người ơi. Bữa nay ăn bắp trắng. Mình hấp chung luôn, để dậy hấp luôn. Đây là hai miếng steak chồng mình đã ướp rồi nè. Bây giờ chỉ việc đem nướng lên nữa thôi. Sau rồi mình sẽ có món steak và king crab and mushroom and corn. Hai miếng steak chồng mình đã nướng xong rồi nè. Wow, quá đã luôn. Siêu bự luôn nha, sườn bò nướng siêu bự nè. Nguyên xương đây luôn. Đó. Còn bên này là dĩa càng cua hoàng đế này và bắp. Đó. Đây là nấm này. Mình sẽ chấm với lại là muối ớt tiêu chanh. Còn ở bên này là một chén bơ. Mình bỏ một ít chanh vào á, để chồng mình chấm với lại là king crab. Và đây á, là hôm nay chúng ta sẽ tráng miệng nho kẹo, nho vị kẹo. Wow, nguyên một mâm này mọi người. Miếng sườn bò này là siêu to khổng lồ nha mọi người. Cái bàn tay của mình này. Đó, ăn từng này xong là no. No xong đi ngủ luôn á mọi người. Mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Mời mọi người. Rồi, để mình lấy miếng steak. This one, this for me. Oh, siêu bự quá mọi người. Ready. Dạ. Yeah. Hồ. Nè. Nó đầy nguyên cái đĩa luôn. Cái đĩa này à, nó còn gấp 3 cái mặt mình luôn á mọi người. It's a big one. Make thumbnail, okay. It looks better. Oh. Okay. Rồi. Giờ thì mình sẽ ăn nha. Cho này ở giữa. Đó. Cho nó đẹp được hình mọi người. Mọi người thấy không? Thôi, chuyển cái này ra ngoài. Đó, rồi. Ăn thôi. See how the steak is. Not bad. Always good. Definitely tender. Cho miếng nấm. You better save room for your crab now. Ngon. Is it good? A little bit salty? No, it's good. Yeah. Anh cứ luôn miệng hỏi mình là có ngon không, có ngon không? Mình nói ngon. Mình hỏi là có mặn không? Mình nói không mặn, vừa miệng luôn. It's perfect. Thank you for making me dinner. I wonder how the corn is. Sweet. How was that? Sweet.
siêu ngọt mọi người. Ngọt lắm. Bắp này nó chỉ là màu trắng thôi nhưng mà nó không phải là bắp nếp như ở Việt Nam đâu. Bữa hôm mình ăn mình thì thích ăn bắp vàng, có nghĩa là bên này á mọi người, bạn nào mà ăn cái bắp vàng ở Việt Nam á là người ta gọi là bắp Mỹ đó, đó bắp vàng Mỹ á, thì bên này cũng chỉ có, cũng là bắp Mỹ nhưng mà nó có hai loại là loại màu trắng và loại màu vàng, có nghĩa ăn nó giống cái vị nhau hết 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 luôn mọi người ơi. Nó không có phải là bắp nếp. Thì nhiều bạn tưởng là bắp trắng mà mình nói là bắp nếp ở Việt Nam, không phải. Nó khác cái màu thôi, còn cái vị nó giống vậy. Nó không có phải là nếp mà ăn dẻo dẻo như ở Việt Nam đâu mọi người. Mình thì thích bắp vàng hơn, tại vì mình thấy nó thơm hơn. Còn mình thì thích ăn bắp này hơn. Nó rất là ngọt luôn á, y chang như là cái bắp Mỹ ở Việt Nam luôn. Nhưng mà mình thấy cái giống của Mỹ mà trồng lên trên đất Mỹ á thì nó ngon hơn rồi. Cái này là bắp xào quá ngon lắm. You better go for that crab, babe. Really sweet. Hai cái càng nó giant. Cho mình hồi chiều vào Costco ảnh tự mua mọi người, tự mua steak rồi càng của hoàng đế. Cái này là cái hai cái càng á, hai cái càng của con cua hoàng đế chứ không phải là cái phần chân mà dài ngoằng đâu mọi người. Nè. Thịt nè. Thịt này nè. Go ahead. Chan, thịt nè mọi người. Chấm với lại muối ớt tiêu chanh. She probably likes it better than the steak. That's for sure. But I think the leg would be better. Sure. Next time we'll get legs. Two legs would have been too much though. Thì mình mới hỏi anh là sao không mua cái chanh đó. Chanh thì thịt nó ngon hơn. Cái này nó hơi kiểu mặn mặn sao mọi người. Chanh ngon hơn, ngọt hơn. Thì chồng mình mới nói là chanh to quá, anh mua về sợ ăn không hết á. Wow though. King crab is special. Cái chanh á nó ngon hơn cái càng. Nhưng mà cũng tùy người nữa mọi người. Có người á thì người ta lại thích ăn cái càng hơn. Mình thích ăn chanh hơn. Chồng mình cũng thích ăn chanh hơn mà. Hôm nay tự nhiên đây là lần đầu tiên anh mua cái càng về. Trước giờ chồng mua chanh. Can I have some butter? Vì là nó hơi khá là mặn nên là mình không chấm được với muối tiêu nữa. Mình chấm lại là bơ và chanh. Hải sản á mà mặn á mọi người, mình chấm vào bơ và chanh nó sẽ át đi cái vị mặn và nó trung hòa cái vị đi, rất là ngon. Chỉ có điều là hơi béo, mình thì mình không thích ăn những cái đồ béo cho lắm. Ăn thì cũng được nhưng mà không quái bằng. Và thịt quá trời luôn nè. Nguyên một cái càng nhỏ nhỏ của nó, không cũng không nhỏ đâu. Móc ra thịt quá cho thịt này trong này mọi người.
tô bằng tay mình rửa chứ. It's really good. Ngọt nước, chắc thịt, quá đã cho một cuộc tình. Ngọt nước hả? Ngọt nước. Trời ơi, thịt này xìu ra này, nguyên cục thịt. Got a lot of food. Whoa. Getting full. But I'm still hungry. Kéo mãi nó vẫn chưa hết thịt. Thịt quá trời thịt. Chịu nổi không? May I have the cracker? I don't need to eat that. I got real in here. Why not? Because look. Sure, but check this out. Mình đi chơi ăn kiểu cầm như này xúc luôn. Xúc như là xúc kem á, còn chồng mình thì lấy cái kẹp cầm cua á, kẹp một phát ra nguyên tảng thịt. Ui, cho mọi người coi show them. Wow, nguyên cục thịt này. Ăn xong cục đó no luôn á. No xong là bắt đầu là buồn ngủ ha. Con người chúng ta là vậy á. Cứ ăn no là auto buồn ngủ mà. Nhất là mỗi ngày mà kiểu ngày nào mà đi làm về mệt á, rồi đói xong vào ăn á, sau là tiếp mục là chỉ muốn ngủ nữa thôi, không muốn dọn nữa. Thịt quá trời luôn trong này, nhiều quá. Đúng là ăn nguyên cái cà này thôi luôn á mọi người, là thôi khỏi ăn gì nữa, no mà rất là bự, siêu to. I totally forgot about my steak. Totally forgot about it. Not even on the same level. That's sad. Takes a lot more work to make the steak. All I gotta do is put king crab in the steamer. It's done. Really good. Ăn ăn hết rồi hả? You finish the crab? Wow. Ăn ăn hết cái phần nào? Hết càng rồi. Còn mình thì mình vẫn còn một phần ít đây nữa. Nói ít chứ cũng khá là nhiều đó. Giờ là tiếp tục ăn steak đây. Tại vì là mình cảm thấy là dư chất hải sản này, chuyển sang ăn chất thịt ha. Ngon quá. Phúc. Getting really, really full, but it's so good I don't want to stop eating. You know? I don't want to stop eating, but I need to. What about you, babe? You full? I'm getting full. Oh, yeah? But I need to drink something so I can continue, finish it.
Get it? Mm. Will you get me some water, babe? Mm-hmm. Thank you. Để tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta phải cần tiếp xúc bằng nước mọi người. Mình sẽ uống Fanta và chồng mình sẽ uống nước lọc. Ăn mấy cái này khát nước lắm. Phải có nước tiếp tế mình mới tiếp tục được cuộc hành trình này. She's not gonna eat it. I shouldn't have bought her the one that big, but didn't have a choice. You eat it tomorrow? Yes. For breakfast. Steak for breakfast, really? Leftover. Will you eat it? Yeah, I will. Why not? Because my guess is I'll end up eating it. Wow. I will eat tomorrow. All right. If I don't eat it first, you'll get it. Mm-hmm. Don't worry, though. I will finish all of this. All right. How's that surf and turf going on over there? You think king crab goes with steak at all, or no? Pretty good. Yeah. Perfect. Good. And the corn. I like it. Sweet. Mmm. Sweet. I'm done. Still got steak left, but not nearly as much as I. Còn mình, cái miếng của mình nè. Show them, okay. Đây là cái miếng của mình. Còn miếng của chồng mình vẫn còn một ít. Thì tụi mình đều no hết cả rồi. Bắp cũng ăn không có hết luôn. No thì để làm gì? No thì để mình ăn vào sáng ngày mai. Cứ gì. Đó, no, thật sự rất là no. Thì người Mỹ người ta ăn những cái thứ này nè. Có quả nấm nữa. Nấm có rất là nhiều chất ở trong nấm mọi người. Nên là ăn rất là dễ no. Và tiếp theo mình sẽ tráng miệng. Babe. Grapes. You want them? Mời mọi người tráng miệng. Rồi, tráng miệng. Crunchy. Crunchy and sweet. Giòn tan luôn, nho mà nho giòn, cứng, cứng giòn luôn mọi người. Rồi. Xong bữa tối, nhẹ nhàng và tình cảm, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Bữa nay nói hơi nhiều mà. Mình toàn nói tào lao không à. No xong rồi thở ra. Khát nước. Rồi. Mình sẽ dừng cái video này tại đây nha mọi người. No quá trời no rồi. Này đồ ăn rất là ngon. Chỉ có điều là nếu mà chồng mình mua cái miếng nhỏ hơn thì nó ok là hơn. Nhưng mà tuy nhiên để sáng mai mình ăn sáng. Next time I'm sure just buy the little one, you know. Have a bit. Sure. It's too much for me. I didn't have a choice. It was a value pack. Là nói là không có một sự lựa chọn nào khác nữa. Tại vì người ta bán nguyên một cái túi, cái bịch đó là có hai miếng ở trong á, mà giá lại rẻ nên là anh mua về luôn. Là nguyên một bịch có hai miếng to này. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của hai vợ chồng mình ăn steak và
cảm của hoàng đế. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai. Nếu mà thích cho mình like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Xin chào. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. See you guys next time.